Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn về lệnh thanh toán lệnh có với nội dung là nhân viên góp vốn kinh doanh. Đối với việc góp vốn kinh doanh thì công ty mới thành lập thì các cổ đông sẽ phải thực hiện góp vốn kinh doanh chậm nhất là trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh. Đối với hình thức góp vốn, nếu như công ty mà góp vốn vào công ty thì buộc phải chuyển khoản. Còn nếu như mà cá nhân góp vốn vào công ty thì có thể chuyển khoản hoặc tiền mặt. Theo như công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng thì công ty có vốn điều lệ là 2 tỷ 500 triệu và số vốn đã góp được là 2 tỷ 200 triệu. Số còn phải góp là 300 triệu và 300 triệu này được thể hiện trên dư nợ tài khoản 1388 đầu kỳ. Trong trường hợp góp vốn thì chúng ta sẽ lưu ý như sau. Có hai cách hạch toán vốn góp kinh doanh. Trường hợp thứ nhất là góp vốn bao nhiêu phản ánh vào tài khoản 411 bấy nhiêu. Tôi ví dụ, ở đây công ty góp vốn được 2 tỷ 2 thì tôi sẽ phản ánh nợ tài khoản 111 hoặc 112 có tài khoản 411, số vốn đã góp là 2 tỷ 200 triệu. Số còn phải góp này, một thời gian sau cổ đông góp tiếp thì tôi lại hạch toán nợ 111 hoặc 112 có 411, số tiền là 300 triệu. Tổng của hai đợt góp lại bằng đúng 2 tỷ 500 triệu. Nhưng nếu như mà theo dõi, theo trường hợp thứ nhất thì chúng ta khó có thể biết được là tổng số vốn góp của công ty là bao nhiêu, còn phải góp là bao nhiêu. Đối với trường hợp 2, số vốn đã góp chúng ta phản ánh vào tài khoản 111 hoặc 112, số còn phải góp tôi phản ánh vào tài khoản 1388 phải thu khác và có tài khoản 411 thể hiện tổng số vốn góp. Theo như trường hợp 2 thế này thì tôi biết được là công ty đã góp là 2 tỷ 2 và còn phải góp là 300 triệu và tổng số vốn góp của công ty là 2 tỷ 500 triệu. Như vậy sẽ rất dễ nhìn hơn là cách hạch toán thứ nhất. Và sau một thời gian góp vốn số còn lại thì tôi sẽ làm giảm 1388 bằng nghiệp vụ nợ 111 hoặc 112 có 1388. Như vậy theo như giáo trình thì giáo trình đang hạch toán theo cách thứ hai, tức là số còn phải góp thể hiện trên tài khoản 1388. Và lúc này chúng ta sẽ thấy 1388 đang dư nợ đầu kỳ. Trong kỳ chúng ta góp nốt vốn thì sẽ làm giảm 1388 xuống bằng nghiệp vụ nợ 112 và có 1388. Chúng ta vào phân hệ ngân hàng để hạch toán, chọn thu tiền. Đối tượng là Nguyễn Mạnh Cường. Diễn giải, các bạn ghi là góp vốn kinh doanh. Ngày hạch toán, ngày chứng từ, mùng 5 tháng 1 năm tài chính. Nợ tài khoản 112 và có 1388, số tiền là 300 triệu. Sau đó các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Còn trong trường hợp công ty các bạn đã góp đủ 2 tỷ 500 triệu rồi nhưng muốn bổ sung thêm vốn góp thì lúc đó các bạn lại hạch toán nợ 111 hoặc 112 có 411, tức là làm tăng vốn góp lên. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán về lệnh thanh toán lệnh có góp vốn kinh doanh trên phần mềm MISA.